Hello anh em nha, hôm nay tôi xin lên cho mọi người đợt cá Shopee nha. Hôm nay đã quay trở lại để phục vụ cho anh em mình đây. Tại vì hôm nay cũng có nhiều anh em hỏi thăm dòng cá Shopee thì không biết chừng nào shop đăng lại, nó quá trời luôn, nhiều bình luận. Rồi nhiều bạn nhắn tin IP cho tôi là hỏi thăm chừng nào mới lên đợt đó. Tại vì cũng có nhiều bạn muốn được săn với nhiều mã được áp dụng trên Shopee á, như là free ship này kia hoặc giảm giá, trời ơi, quá trời luôn. Thì bề quá trời luôn nên là hôm nay tôi quyết định sẽ lên lại cho anh em đợt cá 441 đồng giá 60.000 một bạn ha mọi người ha. Đó, được đăng trên Shopee nha. Rồi, với lại đợt cá Shopee này thì nếu như mọi người muốn đặt hàng trên Shopee thì mình bấm vào phần mô tả phía dưới video này sẽ có một cái đường link Shopee dẫn đến mua cá nha. Đó, thì anh em chỉ cần nhấp vô cái đường link đó và anh em nhớ hãy chọn đúng cái mã số nha, cộng với ô phía trước hoặc phía sau để bên tôi check xem còn hay không nha mọi người. Mình quên nha mọi người, là ý tôi là mọi người nhớ đặt đúng mã số nè, cùng với phía trước hoặc phía sau nha mọi người nha, để tránh trường hợp giao sai cá này kia nha mọi người. Rồi ok nha. Rồi đợt cá này vẫn lên đồng giá 60.000 một bạn và sẽ có chương trình đặc biệt tình riêng cho anh em trên đợt cá Shopee này luôn, đó là combo 2099.000. Đó rồi hồi nè, combo 2099.000 nha, đồng giá 60.000 và đang lên cho mọi người là những bé trống trước nha anh em. Rồi ok ha anh em. Rồi giờ tôi xin giới thiệu với anh em một vài bạn, như là bạn này đi, đây là một bạn thân Siret nha mọi người. Một bạn thân Siret rất là đẹp luôn, hồn rất là tốt ha. Rồi thêm bạn phía sau là một bạn Galaxy Nemo nha mọi người, đen kè cực kỳ sung luôn nha anh em. Đó anh em thấy không, đây bạn ấy đây nha, rất là sung luôn mọi người ơi. Rồi mình sẽ qua tới bạn này luôn nha. Rồi đây là bạn nào đây, là một bạn fancy yellow nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn, kè cũng khá là sung nha. Rồi thêm thẳng bạn phía sau luôn, cũng là một bạn Galaxy Nemo. Đó anh em thấy không, đợt này đợt cá Shopee này toàn lên cho anh em là những mẫu mã cực kỳ đẹp, chưa kể giá cực kỳ hời, chỉ 60.000 một bé một con, đẹp khá tốt luôn ha mọi người, kè cũng khá là sung luôn ha. Rồi cho anh em coi lại bạn phía sau luôn. Đó thì đợt này thì size cá bên tôi cũng tầm khoảng hơn 4 cm trở lên nha mọi người, có khi 4 cm rưỡi, có bạn thì 5 cm luôn. Rồi một lát nữa nếu như có bạn nào năm xanh tôi sẽ giới thiệu cho anh em mình xem ha. Rồi cái đến hôm nay Samurai đỏ đang sale cho anh em còn có 60.000 một bạn thôi nha. Thông thường những bạn này bên tôi bán với giá gần tầm 100.000 rồi anh em, nhưng đợt này nhân dịp đợt cá Shopee tôi sẽ giảm cho anh em còn có 60.000 một bạn thôi nha, bạn 446 phía trước. Thông thường cái dòng Samurai đỏ cực kỳ hiếm nha anh em, đó rất ít khi lên nha. Rồi thẳng tới bạn sau luôn nha, là một bạn Nemo dạ quang nha mọi người. Đó, anh em thấy không? À, bạn phía sau hơi buồn thì thôi kệ, mình quay trở lại với bạn khác đi. À với lại cái bạn Samurai này nè, thì nó có một cái tật lỗi nhỏ hơn đó anh em thấy không? Là cái phần đuôi của bạn này nó hơi bị đắt nhẹ nha. Đó anh em nhìn kỹ giúp tôi ha. Đó, ai ưng thì mình chốt, còn không đợt sau là tôi sẽ lên lại đồng giá 100.000 nha. Cái dòng Samurai này nha mọi người, đặc biệt lắm nha, tại vì nó hiếm. Đó, nên là bên tôi bán giá 100.000, nhưng hiện tại bạn bị lỗi nhỏ một xíu thôi, bên tôi sale thẳng cho anh em còn có 60.000 nha. Đó, ai nhanh tay sẽ còn, chậm tay thì hẹn anh em đợt khác nhưng ở một mức giá khác ha. Rồi qua tới bạn này luôn, cũng là một bạn fancy red nha mọi người ơi. Theo sau bạn fancy red là một bạn fancy yellow. Đó anh em thấy dòng fancy yellow không? Đó anh em, rất là đẹp nha. Rồi đây cho mình coi là bạn fancy red này nha, yellow của anh em mình nè. Đó, bạn yellow phía sau cũng khá là sung ha mọi người. Mà mỗi tội các bạn fan series phía trước thì bạn mất chị rè, chị kè thôi. Đó. Rồi, cho nhân coi lại nha. Rồi, ok. Tôi qua tới bạn này luôn. Đây là một bạn Galaxy Nemo nha mọi người ơi. Đó. Theo sát bạn phía sau luôn là một bạn Candy nha mọi người. Candy mới về ngay ngày hôm qua luôn, là hôm nay tôi lên gắt cho anh em mình rồi đó anh em. Đó. Tôi thấy tôi chịu anh em thích nhất không, lúc nào cũng cập nhật những cái lô cá về sớm nhất để cho anh em mình có thời gian lựa và xem những cá đẹp. Ok ha, thêm đi hiện tại còn bạn này trước ha, tôi đang lên cho người bạn 448 phía sau trước. Đó ok ha mọi người, thì những còn nói chung là cũng còn nhiều nhưng mà phải đợi một dịp khác và phải dưỡng cho mấy bé khỏe một xíu nữa mọi người ha. Đó nên là sẽ chờ hơi lâu, chờ xíu ha. Đó Candy tổng dài có nhiều bạn hỏi thăm về giọng Candy quá thì
anh chủ của tôi đã về thêm một vài lô nữa, có một vài lô chili này. Rồi ai thích dùng chili mình chốt cái bạn 448 nó xong rồi nha em. Rồi qua cái bạn này, đây là một bạn fancy với lô ha, đợt này tính lên khá là nhiều dòng fancy với lô cho anh em mình luôn, rất là đẹp. Theo sát bạn phía sau là dòng Nemo dạo quen nha anh em, rất là đẹp luôn anh em ơi, form cực kỳ bự và to. Bạn này thì chắc cũng tầm khoảng 5 xăng, kèo khá là xung nha mọi người, anh em thấy không? Ok nha, đó bạn này chắc cũng tầm khoảng 5 xăng rồi đó mọi người, nói chung là sắp xỉ 5 xăng luôn đó. Rồi, tôi qua tới bạn này cho anh em, đây là một bạn fancy nha mọi người, fancy red xì ta xăng luôn nè, đó này thấy không? Thì bạn này thì cái form nó sẽ hơi nhỏ một xíu nha, chắc cũng tầm khoảng 5.5 cái tay của tôi nha, năm rưỡi thì bạn này thì sẽ hơi nhỏ một xíu nha, tại vì bé nó mới lớn nha nè, thì cũng tầm khoảng 5.5 tay của tôi thôi đó, tôi đo vậy cho nên dễ coi hơn. Rồi theo bạn phía sang luôn ha, là một bạn Galaxy Nemo nha mọi người, rất là đẹp ha, đó anh em thấy không, hình như bạn này được like với dòng Nemo với dòng dòng Red này mới sinh ra bạn này, nó rất là độc lạ ha. Bạn này mà full màu red là trời ơi, tôi bán với giá 100.000 cũng được đó. Bạn này kèo cũng khá là xung nha em, nó màu cực đẹp. Rồi tôi sẽ qua tới bạn này cho anh em mình, đây là một bạn alien nha, alien màu xanh lá, tôi lên hai màu cho anh em, một màu sắp xanh với một màu xanh lá nha mọi người. Rồi theo bạn phía sau luôn cũng là một bạn Galaxy Nemo nha mọi người, đây là Galaxy Nemo của mình, đó, cá Shopee đồng giá 60.000 một bạn, anh em mua hai bạn sale thẳng cho anh em còn có 99.000 hai bạn thôi nhiên. Ok cho anh em, rồi ok nhiên. Rồi nếu như anh em muốn lên đơn cá bên tôi thì anh em bấm vào phần mô tả phía dưới video sẽ có đường link Shopee dẫn đến mua cá giống như hồi trước đó mọi người. Thì mọi người lưu ý nhớ đặt đúng cái mã số, còn với ô phía trước hoặc ô phía sau giúp tôi là ok ha. Rồi với lại những em nào nếu không có Shopee thì mình có thể email cho tôi qua số điện thoại Zalo tôi có để ở ngay phần đầu video đó nha. Rồi anh em chỉ cần nhớ gửi cho tôi đúng cái cú pháp là mình xem đặt cá cộng với mã số ô phía trước hoặc phía sau để mình tôi check xem còn hay không nha anh em. Rồi anh em lưu ý giúp tôi nha, ngày xem đợt cá cộng với mã số ô phía trước hoặc ô phía sau để bên tôi check xem còn hay không nha. Ok chưa anh em? Ok rồi ha. Rồi với lại sẵn tôi cũng giải đáp thắc mắc cho một vài bạn mới xem cá bên tôi ha, đó là có nhiều bạn hỏi ủa một mã như vậy thì mình có thể mua được 2 con hay sao? Tất nhiên rồi mọi người. Rồi đây giới thiệu với anh em ha, đây tôi để xa xa một xíu anh em thấy không, là 2 con nha, cái con fancy ghép cái bên này nè, anh em thấy không, là con phía trước, còn bạn Galaxy Nemo đây, bạn Galaxy Nemo phía sau, anh em thấy không đó. Rồi khi mà mọi người gửi cho tôi cú pháp đó là ngày xem đợt cá này cộng với mã số, đây mã số nha anh em, 453 nè, tôi đang ví dụ nha. Rồi anh em nào muốn mua một cặp 453 thì ghi cặp 453, còn anh em nào muốn chọn con phía trước ghi 453 phía trước, anh em nào muốn chọn con phía sau như bạn Galaxy Nemo này nè, đó thì mình ghi 453 phía sau giùm tôi nha anh em. Rồi ok ha, đó anh em nhớ kỹ giúp tôi điều này nha, đó là ngày xem đợt cá cộng với mã số ô phía trước hoặc là ô phía sau nha, để bên tôi chắc xem còn hay không. Rồi ai thích một cặp thì chốt luôn một thì ghi luôn một cặp 45 mấy á giúp tôi. Rồi vậy ha. Rồi tôi qua tới bạn này cho anh em mình, đây là một bạn fancy red nha mọi người, fancy red màu 7 rần luôn, nó cũng đồng giá 60.000. Theo sát bạn phía sau cũng là một bạn candy nha, cũng là những em nhớ candy quá thì thôi tôi lên vài mẫu mã candy cho anh em mình chọn luôn. Rồi thì nói chung là có bạn 448 phía sau nè, bạn 451 phía sau, bạn này là 454 phía sau nè, hình như còn thêm 2-3 bạn nữa, lấy lát nữa tôi sẽ nói luôn cho mọi người dễ coi ha. Chút bột xung nữa thôi. Rồi tới bạn này luôn, đây là một bạn Galaxy Yellow nha mọi người ha. Đó, là Galaxy Yellow. Thì Galaxy Yellow tôi sẽ lên hai mẫu mã cho anh em, là 452 và 455 nha. 452 phía sau và 455 phía trước nha mọi người. Rồi, đây dòng candy nha mọi người. Candy 455 phía sau nha anh em. Đó. Tôi nói thiệt với anh em xong tất cả các dòng candy nãy giờ tôi quay cho mọi người nha. Thì theo cá nhân tôi thấy là các bạn 455 phía sau mọi người với bạn nào đó hình như 4 năm mấy mà tôi quên rồi, hình
như 448 đúng rồi. Theo tôi thấy hai cái bảng đó là màu nó sẽ đẹp nhất nha mọi người. Và nó rất là lạ. Nhưng mà hơi tiếc cái là cái bảng 455 phía sau nè mọi người, anh em thấy không? Nó bị rách cái đuôi rồi. Đó, nhưng mà anh em chịu khó dưỡng giúp tôi đi là nó có khả năng nó sẽ làm đuôi nha mọi người. Đó, anh em lưu ý giúp tôi đỉnh này nha. Rách đuôi nhưng mà cũng có thể chữa lành được nha mọi người, chỉ là cái thời gian lành đuôi nó sẽ hơi lâu một xíu. Ai thương thì mình chốt ha. Rồi qua tới bạn 456 luôn, giới thiệu với em bạn fancy yellow lâu nè, con to. Và bạn phía sau là dòng, chắc tôi gọi là multicolor luôn nha em. Đó, bạn này phải gọi là chắc tím thôi. Còn cũng 5-6 màu vậy mà. Đó anh em thấy không, màu cam, màu đỏ, màu vàng, màu đen, màu xanh lá, dương vân vân ha. Đó anh em nhìn đi, nó rất là lạ nha mọi người. À mình thích cái dòng độc lạ của multicolor, mình nên chốt ngay bạn 456 phía sau này nha. Đó, cực kỳ lạ luôn, anh em thấy không. Bạn này hiện tại là đang là trống nha mọi người ơi. Đây cho mọi người coi kỹ bạn này hơn. Đó anh em thấy không, rất là đẹp nha. Rồi tôi qua tới bạn 457 cho anh em mình luôn. Rồi đây là bạn fancy red luôn nha mọi người. Đây là dòng fancy red. Kế phía sau luôn là một bạn cũng là một bạn Galaxy Momo nha. Bạn này hơi ngả ống kính nha anh em. Đó anh em thấy không, rất là đẹp nha anh em. Tôi sẽ quay trở lại kế tiếp, qua mã kế tiếp đi. Qua tới bạn này bắt đầu từ mã 458 cho đi nha mọi người ơi, là mình sẽ lên cho người những cái máy Samurai Blue máy nè, căng trứng luôn. Fancy Yellow máy luôn nha nè. Cái đó là Alien xanh lá nha, cực kỳ đẹp luôn, dễ thương nha. Thì máy thông thường bạn trên tôi thì nó sẽ hơi nhỏ nha mọi người, thì cũng tầm khoảng 3.8-3.9 xanh. Bạn này là bạn Fancy Red nha mọi người ơi, Fancy Red máy luôn. Cuối cùng là một bạn Galaxy Momo máy nha. Đó, lên cho mọi người 6 bé máy, bắt đầu từ mã 458 cho tới 460 là bé máy ha. Rồi, hiện tại đang lên cho anh em đồng giá 60.000 một bạn. Khi mà anh em mình mua combo, khi mà mọi người mua hai con thì sale cho anh em 99.000 hai con thôi nha. Những anh em nào đặt đơn cá trên Shopee thì anh em bấm vào phần mô tả phía dưới video sẽ có đường link Shopee để bấm mua cá nha. Còn những anh em nào mà chưa có Shopee thì email cho tôi qua số điện thoại hoặc là Zalo, tôi có để phía dưới tiêu đề của video. Và nhớ gửi cho tôi ngày sim đợt cá cộng với mã số ô phía trước phía sau để bên tôi check sim còn hay không nha. Rồi ok nha gia đình ơi. Và cảm ơn anh em mình đã xem hết video của tôi nha. Thì hẹn gặp mọi người vào đợt cá Shopee kế tiếp sẽ có chương trình ưu đãi gì hot và những mẫu mã nào khác dành riêng cho anh em mình đây. Rồi, bye bye anh em mình nha. Chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành nha anh em. Video này được quay tại shop cá cảnh Beta Coffee. Các cảnh quay sau đây được thực hiện bởi chuyên gia và những người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Đây là dàn hồ cá có các vách ngăn vừa giúp cá Beta vui vẻ khi thấy nhau vừa bảo vệ chúng. Ở đây, chúng tôi đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp nghệ thuật của loài cá Beta. Bên cạnh đó, video này là cảnh chúng tôi đang nghiên cứu về tập tính, thói quen và hành động của loài cá Beta khi chúng thấy mặt nhau nhằm cung cấp kiến thức cho người xem về loài cá này. Qua đó người xem có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của loài cá Beta. Khi nuôi cá này, bạn cần hồ kính có vách ngăn như trong video của chúng tôi để mang đến môi trường sống tốt nhất cho loài cá Beta. Các cảnh quay sau đây sẽ minh họa và hướng dẫn bạn cách nuôi và chăm sóc cá Beta tốt nhất. Chúng sẽ cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và vui vẻ khi bạn nuôi cá Beta giống như trong video của chúng tôi.